Rồi, hello anh em nha. Bây giờ là chiều ngày chủ nhật nha anh em, cuối tuần nha. Em lại tiếp tục lên sóng vài món phụ tùng cho anh em lựa nữa nha. Anh em cần món nào thì cứ alo cho em nha. Số điện thoại để liên lạc là 0933 207 208 nha anh em. Đó. À, giờ hãy nhớ đăng ký kênh nha để ủng hộ em. Rồi, đầu tiên em bán một cặp cớp ha, cớp đời cao. Đời 202 đổ lên thì nó sẽ chuyển qua tem này hết ha. Cái này thì màu nước sơn green. Đó, cái cặp cớp này em bán là 500 thôi. Anh em mua về dán tem lại hoặc là sơn lại cũng được ha. Khôi rất là chuẩn luôn. Đó, 500 nha, không nước bể. Bên trong nè, nhiều mẫn. Mình về mình muốn dán tem theo ý của mình thì dán ha, hoặc là để y cũng được, hoặc là sơn lại cũng được. Đó, 500 nha. Rồi đây một cái mặt nạ. Nạ này cũng khá đẹp ha, cái này em bán là 800. Logo này cũng còn sáng, chưa có bị đen ha. Nước sơn green 800 nha. Mặt nạ là dễ xài nhất nha anh em. Mặt nạ đời này thì xài 50 70 như nhau hết nha, 90 cũng như nhau. Rồi ở đây có một bộ đầm siêu phẩm ha. Bộ đầm này hiện bán là 2 triệu 2. Đó. Đầm này thì đầy đủ cốt bát nha. Nè, đầm đầm custom 50 nha. Bây giờ em sẽ quay chi tiết nha. Đầm là đẹp miễn bàn, xuất sắc. Bên trong nè, bố hắn nè, mới tinh luôn ha. À, tăng bua là nói chung anh em mua đầm thì anh em khỏi suy nghĩ gì cái chuyện mà tăng bua gì hết nha, tại vì cái đồ anh em nghĩ chiếc xe nguyên chiếc xe còn mới tinh người ta đã dục rồi, thì mình đừng có suy nghĩ rồi mấy cái chuyện mà trong mà ở bên trong ví dụ máy móc hoặc là đầm bọng á, không có ai mà ở bên đó không ai mà rảnh mà đi đóng tăng bua hoặc là đóng bạc đạn, đóng lưng bạc đạn hết nha. Mình cứ nghĩ đơn giản nguyên chiếc xe mình nhìn dàn chân câm cốt bát cơ này mà nó còn dục thì nó đâu có rảnh đâu mà đi làm lại mấy cái ở trong làm gì. Đó, bộ đầm này em bán là 2 triệu 2 custom 50 loại xài gánh nha, đầm là đẹp miễn bàn xuất sắc. Đây cái đầm sau nè, bố hắn cũng mới tinh luôn ha. Đó, siêu đẹp. Hai triệu hai nha anh em, 2,2 triệu là có đầm nè, còn để em quay dàn cốt là có luôn đầy đủ cốt nha anh em. Nhìn cái dàn bát thắng này nó gần như mới luôn nha anh em, y như là mới xì lợ, nhưng mà cái này là xì rin nha, xuất sắc nè. Mấy cái này cái phe này là dễ bị đen nhất mà cái này nó còn mới tinh luôn nè. Đó, có luôn đầy đủ ha, siêu đẹp. Nói chung cái này thì dành cho anh em về tiễn vô xe cọp ha. Đó, cực kỳ mới luôn, cốt nè, cốt trước nè, đó còn dính sơn luôn ha. Cốt sau là miễn bàn luôn, hai cái bát tăng sơn nè mới tinh, chưa tì vết gì luôn. Đó, quá đẹp luôn ha. Đó, 2 triệu 2 nha anh em, đó là trọn bộ cùm đùm cốt bát đầy đủ hết. Rồi đây có một bộ cam bắp chuối riêng, bộ này cũng còn rất là đẹp ha. Bộ này chân vàng nha. Đó, bộ này em bán là 1 triệu 2 nha. Đó, 1,2 triệu nha anh em, còn rất là mới luôn ha anh em, thấy không, mới cầm sáng trưng luôn. Đó, chân vàng ha, chân đó, 1,2 triệu bộ này gắn 50 70 gì cũng được hết ha. Rồi đây còn một bộ bốn món chìa khóa, đây bộ này em bán 800 thôi nha. Đây, nắp xăng nè, ổ khóa nón nè, ổ khóa cổ nè, chìa khóa rin, đúng chìa rin nha, 800 nha. Đó, 800 một chìa khóa xài chung 4 món ha. Rồi đây còn một cái đồng hồ 90, anh em xài 70 được luôn nha. Đó, cái này em bán giá xanh viên cho anh em luôn là 1 triệu mốt thôi nha. Đó, đồng hồ 90 đàng hoàng, 1 triệu mốt nha, hoạt động chuẩn nha, không lỗi. Rồi đây có một cặp kiến cũng giá xanh viên nè, kiến custom green nha, kiến này thì em bán 700 ngàn thôi, không nứt bể gì hết nha. Đó, thì không si cũng còn ok. 700 thôi nha anh em, là anh em được một cặp kiến rin tháo xe. Đó, chân si cũng còn khá, đầy đủ cao su nè. Kiến mà đời này là phải có hai cái này nha anh em. Ví dụ chiếc xe mình mà gắn cái kiến mà nó không có hai cái cao su này thì nhìn nó bị mất thẩm mỹ ha. Có hai cái cao su này nó đẹp, nó vừa che cái nước mưa không có bị chảy vô ốc luôn nè. Đó, 700 ngàn. Rồi đây có ba món cho anh em nào vô xe tầm trung trung ok nè. Một cái kèn, một dây, một cái ba ga mũi. Đó, ba ga mũi có xịt bạc ha, nhưng mà thi ở đây còn sáng nè, với một cái đập hắn. Đập hắn này gai xuất sắc luôn nha,
gai gần như mới luôn á, không có bị mòn miếng nào luôn, nhưng mà nó bị tróc xi nha. Đó, ba món này em bán 500, anh em về vô xe có cỏ, xe bộ đội, xe tầm trung trung ok nha, ba món 500. Rồi đây có một cái bình xăng lớn của hàng Custom 90 đó, siêu phẩm, nước sơn riêng xuất sắc nha anh em, nhưng mà siêu phẩm khi là bịt cái tay lại, nếu mà mở tay ra thì nó hơi xấu nha, nên cái này em bán 400 thôi. Anh em về dặm sơn là cái phần này, tại vì cái phần này đổ xăng nó bị tràn ra, nó dễ bị dập ha. Anh em thích thì về dặm lại rồi xài thôi, hoặc để y cũng được, tại vì cái này tem 90 riêng, báo xăng riêng đẹp. Nếu mà em bán lẻ thì cái này với cái này thôi đã 400 ngàn rồi, tại vì cái này 300, cái này 100, bán nguyên cái này 400 coi như là tặng cái bình xăng luôn. Bên trong đẹp nha, không một lủng gì hết nha. Rồi đây còn một cây bô vĩ cuối cùng siêu phẩm, xuất sắc nha anh em, cây này em bán 1,8 triệu, siêu đẹp. Đây, không mè nha, bô này là đặc biệt không có mè luôn. Anh em thấy không, quay gần là không có mè gì hết ha. Bát bô đẹp luôn. Nói chung cây này cũng dạng siêu phẩm nha anh em, đẹp lắm. Đây, đó, 1,8 triệu nha. Bô 50 nha anh em, anh em muốn gắn xe 70 thì đi lòng vòng cà phê, cà pháo này nọ thôi, đi xa thì nó cũng hơi bị ém. Tại vì cái trái 70 thì nó cũng không có bự hơn bao nhiêu so với 50 đâu. Đây, cổ đẹp luôn nha. Cổ đẹp nè. Cái này là em không có rửa luôn nha anh em, này giờ anh em rửa xà bông ra là đẹp hết nha, này nó dính dơ thôi nè, đó rửa ra là mới chét luôn á, mặt dưới đẹp luôn, nó vô dùng cây bô này là dạng không tì vết đó, nó cũng đẹp đó. Vậy là quá đẹp rồi, không đòi hỏi gì thêm, dính sình nha anh em thấy không nè, đó 1,8 triệu cây này nha, lên xe đẹp lắm, xì sáng. Rồi đây còn một cái vỏ gấp của hàng Custom 50 cuối cùng, cái này em bán cho anh em là 800 nha. Cái này đời 89 nha, nút trắng nha. Nước sơn zin đẹp. Đây, 89 nha. Đó, anh em nào chơi 89 thì bỏ cái này về, hoặc là 86 á. Nút trắng thì nhìn nó cũng, cái nút trắng này bán có giá trị hơn là nút đen nha anh em. Đầy đủ nè, bạc đạn tán cổ đầy đủ. Cặp nút trắng này mới tinh luôn ha, chưa có bị răng nè. Cái màu trắng là màu bắt nắng nha anh em, nên nó dễ bị răng lắm. Còn cái này về là anh em biết là cái xe này nó để trong mát nè, không có bị răng. Với lại nước sơn zin cũng đẹp ha, 800 ngàn, quá đẹp luôn. Custom 50 nha, sợi lội xài gánh. Rồi đây có một cái, còn cái gấp của hàng màu xanh dây chai, cái này em bán 400 thôi, bị mắc cái nút này nè, do nó gắn cái chống á, giờ kiếm không ra. Anh em về lấy, mua về lấy lại cái nút cũ xài, hoặc là ra mua của rim á, hình như 10 hay 5 ngàn cái để vô xài đỡ ha. Quan trọng là cái giá gấp này có 5 xị thôi. Đó, màu 142 nha, màu dây chai nha. Hoặc là anh em mua về chữa cháy là 86 xanh dương cũng được, tại vì giá nó rẻ mà. Với xe mình tầm trung trung thì có nào gắn đại cái đó, miễn sao nó na ná giống nhau thôi. Nước sơn riêng đẹp, không một lủng là được rồi, cái giá rẻ nữa. Chứ mình mua mà đúng ta gấp 86 xanh dương cũng hơi khó kiếm ha. À, 4 xị thôi, quá đã luôn. Rồi, anh em cần món nào cứ alo nhanh nha.